đến về sự sâu xa uyên áo của Phật Pháp. Ngài A Nan kết tập kinh điển trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, chú giải của soạn giả. Sách này thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 53, kinh số 2122, tổng cộng 100 quyển, do Ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường. Đoạn này được thuật dựa theo sách, không phải trích nguyên văn. Xem phần nội dung này tại quyển 12, bắt đầu từ dòng thứ 15, trang 376, tờ A. Phần Thất Bách Kết Tập Bộ, đệ tứ. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vì muốn kết tập lại tất cả những lời thuyết giảng của Phật trong 49 năm, nên hai cõi trời người cùng nhau hội tập. Ngài A Nan lên tòa cao ngồi, thân đắp y của Như Lai. Đại Phạm Thiên Dương cầm lọng, làm bằng 7 món báo, theo hầu che bên trên Ngài A Nan. Thiên Đế Thích dâng lên bàn 7 báo, bày trước mặt Ngài A Nan. Vua La Hầu của loài Atula, hai tay bưng lọ hương 7 báo đến trước Ngài A Nan. Thiên Dương cõi trời tha hóa tự tại cũng dâng lên 7 món báo, số lượng rất nhiều. Ma Dương Ba Tuần cầm cây phất trần bằng 7 báo dâng cho Ngài A Nan. Sau đó cùng với Đế Thích đứng hầu hai bên tả hữu. Bốn vị Đại Thiên Dương đứng hầu quanh bốn chân tòa báo. Sau khi kết tập kinh điển thành tựu, vua A Xà Thế sao chép được 5 bản, Phạm Dương sao chép 3 bản, Đế Thích sao chép 7 bản, Long Dương Bà Kiệt La sao chép được 80.000 bản. Tất cả đều dùng vàng bạc, 7 báo in ấn lưu truyền. Lời bàn: Đức Phật dạy rằng, ở châu Diêm Phù này chỉ có 32 nước. Tổng cộng trong cõi Diêm Phù Đề có 16 nước lớn, 500 nước trung bình và 100.000 nước nhỏ. Chú giải của soạn giả: Có chúng sinh căn lành lớn, có khả năng lưu hành giáo pháp do Phật truyền lại. Châu Phất Bà Đề phương Đông có 260 nước, châu Cù Gia Ni phương Tây có 130 nước. Chúng sinh ở đó cũng có khả năng thực hành theo giáo pháp do Phật truyền lại. Còn hết thảy chúng sinh ở những nơi khác đều bạc phước. Chỉ chúng sinh ở châu Câu Lô ở phương Bắc, chú giải của soạn giả, và một số nước khác còn lại thuộc các châu đã kể, không đủ sức để nghe và nhận lãnh Phật Pháp. Kinh Phật đến Trung Hoa. Trích từ sách Pháp Bản Nội Quyền đời Hán, chú giải của soạn giả: Triều Đông Hán, Minh Đế sai nhóm các ông Thái Âm, Tần Cảnh, Dương Tuân, cả thảy 18 người sang nước Thiên Trúc, tức tên gọi người Trung Hoa xưa dùng để gọi Ấn Độ. Khi trở về, cung thỉnh được các vị tăng người Thiên Trúc là Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, cùng với nhiều tranh tượng Phật và kinh điển. Hán Minh Đế hỏi: Đấng Pháp Dương ra đời, vì sao giáo Pháp không đến xứ này? Ngài Ma Đằng đáp: Nước Thiên Trúc nằm giữa cõi đại thiên thế giới này, nên chư Phật ra đời đều chọn nơi ấy. Ngoài ra, những nơi khác đều là xa xôi thiên lệch, nên Phật không ra đời. Tuy nhiên, sau Phật nhập diệt 100.000 năm, sẽ có các vị thánh nhân truyền giáo Pháp đến để hóa độ chúng sinh. Bấy giờ Hán Minh Đế hết sức vui mừng. Vào sáng sớm ngày mồng 1 tháng Giêng, niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 14, tức là năm 71 theo Tây lịch, có một nhóm các đạo sĩ từ năm ngọn núi lớn, tức ngũ nhạc danh sơn của Trung Hoa, bao gồm năm ngọn núi lớn là Hoa Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn, như chữ Thiện Tính, vân vân, gồm 690 người, dâng biểu lên hoàng đế, xin được cùng các vị tăng sĩ Thiên Trúc tranh tài biện luận để phân biệt những điểm đúng sai tốt xấu của Phật giáo và Đạo giáo. Hán Minh Đế sai quan thượng thư lệnh là Tống Tường. Vào ngày rằm tháng Giêng năm ấy, mở đại hội nơi cửa phía nam chùa Bạch Mã. Các đạo sĩ thiết lập ba đàn tràng, mang kinh sách Đạo giáo gồm 369 quyển đặt lên đàn tràng phía tây, mang các sách được biên soạn bởi 27 vị danh gia đạo sĩ gồm 235 quyển
đặt ở đàn tràng trung tâm, bày biện phẩm vật cúng tế trăm thần ở đàn tràng phía đông. Hán Minh Đế cho lập hành cung. Hành cung là cung điện tạm thời để đức vua cư ngụ khi không ở trong cung điện chính. Đích thân ngự tại phía tây chùa Bạch Mã, tôn trí Xá Lợi Phật cùng với kinh điển Phật giáo tại đây. Các đạo sĩ cho dùng cỏ khô, lau sậy, chất kín quanh đàn tràng có bày kinh sách của họ, rồi đứng trước kinh sách khóc tế rằng: Hoàng đế hiện nay tin theo tà giáo, thế đạo suy di sắp mất. Nay chúng tôi xin đặt kinh sách đạo gia tại đàn tràng này, dùng sức lửa để chứng minh thật giả. Khấn vái như vậy rồi, liền nổi lửa đốt kinh sách. Kết quả tất cả đều cháy rụi thành tro, dù cả bọn thi nhau niệm chú, nhưng chẳng thấy hiệu nghiệm gì. Các đạo sĩ đều hốt hoảng nhìn nhau tái mặt. Quan Thái Phó là Trương Diễn liền nói với bọn họ: Chú thuật của các ông hoàn toàn không linh nghiệm, nay các ông nên xuống tóc xuất gia theo Phật. Nhóm đạo sĩ chữ thiện tính vân vân xấu hổ quá, đành lặng thinh không đối đáp gì được. Lúc bấy giờ, Xá Lợi Phật bỗng nhiên tỏa hào quang năm sắc, phóng chiếu lên không trung, hình thành một quần sáng như cái lọng, che khuất ánh mặt trời, chiếu ánh sáng năm sắc từ đó xuống trùm khắp mọi người trong đại hội. Thật là việc xưa nay chưa từng có. Thiền sư Ma Đằng khi ấy hóa thân bay lên không trung, hiện các phép thần biến tự tại. Pháp sư Trúc Pháp Lan lên tòa thuyết pháp, giảng dạy những điều mà đại chúng từ trước đến nay chưa từng được nghe. Khi ấy có Âm Phu Nhân ở hậu cung, Quan Tư Không Lưu Tuấn, nhóm các ông đạo sĩ Lữ Huệ Thông chân dân, cộng cả thảy hơn ngàn người, đều xin xuất gia tu hành theo đạo Phật. Hán Minh Đế chuẩn thuận tất cả. Sau đó vua cho xây mới 10 ngôi chùa rộng truyền Phật Pháp. Cho đến nay tại Lạc Dương vẫn còn lưu lại di tích phần kinh đài, tức phần nền của đàn tràng nơi đạo gia đốt kinh sách thuở trước. Chú giải của soạn giả. Lời bàn: Vào triều Tấn, trong khoảng niên hiệu Kiến An, Đinh Đức Thận làm huyện lệnh ở huyện Ngân Âm. Có một người phụ nữ ở Bắc Giới bỗng nhiên nói ra toàn một thứ ngôn ngữ lạ như tiếng nước ngoài. Người đến xem dây quanh đông như họp chợ. Sau đó, người này lại yêu cầu mang giấy bút đến, rồi viết lên giấy cũng bằng loại chữ viết lạ. Thoát chốc đã viết được 5 trang giấy, đưa cho mọi người đọc, nhưng không ai đọc hiểu được gì. Có một đứa trẻ khi ấy đang tình cờ đứng gần. Người phụ nữ bỗng chỉ tay vào đứa trẻ mà nói: Đứa trẻ này có thể đọc hiểu. Liền đưa mấy trang giấy cho đứa bé. Nó vừa xem, bỗng đọc lên thành tiếng nước ngoài. Những người chung quanh thấy vậy, ai nấy đều kinh ngạc. Đinh Đức Thận liền sai người thu lấy 5 trang giấy ấy, mang đến chùa Hứa Hạ, đưa cho một vị tăng người Ấn Độ xem. Vị tăng xem qua kinh ngạc nói: Đây chính là những lời trong kinh Phật. Khi kinh điển truyền đến xứ này, ngẫu nhiên bị mất đi một số dòng. Tôi đang lo lắng vì đường quá xa, e là không thể trở về Ấn Độ chép lại những trang kinh bị mất. Liền lưu lại những trang giấy ấy, rồi sao chép bổ sung vào chỗ bị thiếu mất trong kinh Phật. Thoát khỏi vào thai lừa. Trích từ kinh Pháp Cú Dụ, chú giải của soạn giả. Xưa có vị Thiên Đế Thích khi năm đức tốt mất dần. Năm đức tốt mất dần có nghĩa là năm tướng suy của một vị thiên nhân bắt đầu hiển lộ. Năm tướng suy ấy là: 1. Quần áo thường dơ bẩn. 2. Đầu tóc rối bời, hoa trên đầu tàn tạ. 3. Thân thể hôi hám và nhơ nhớp. 4. Dưới nách thường ra mồ hôi. 5. Không thấy ưa thích ngai vị, chỗ ngồi của mình. Không còn nơi thân, liền tự biết thọ mạng của mình sắp hết. Sau khi chết, sẽ thác sinh làm con lừa ở nhà một người thợ làm đồ gốm. Vì thế nên hết sức lo buồn. Đế Thích lại suy nghĩ rằng: Trong ba cõi, chỉ có Đức Phật là bậc duy nhất cứu thoát mọi khổ ách cho chúng sinh. Nghĩ như vậy rồi,
liền tìm đến chỗ Đức Phật, cúi đầu quỳ lạy sát đất, cung kính đảnh lễ, quy y Phật, quy y chánh pháp, quy y thánh chúng tăng già. Trong lúc quỳ lạy còn chưa đứng dậy thì đột nhiên mạng sống chấm dứt, thần thức lập tức nhập vào thai lừa. Ngay lúc ấy, con lừa mẹ lại dẫm chân, làm hư hỏng một số đồ gốm chưa nung, khiến người chủ nổi giận, đánh nó rất mạnh, liền bị sảy thai. Thần thức Đế Thích do đó lại rời khỏi thai lừa, quay về nhập vào thân cũ, trở thành Thiên Đế Thích như trước. Đức Phật dạy: lành thay, ông có thể ngay trong lúc sắp chết biết quy y nương về Tam Bảo. Phật liền vì Đế Thích mà thuyết pháp. Nghe xong, Thiên Đế Thích chứng quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là quả vị đầu tiên trong bốn thánh quả: 1. Tu Đà Hoàng, 2. Tư Đà Hàm, 3. A Na Hàm và 4. A La Hán. Vì thế cũng thường gọi là sơ quả, tức quả vị đầu tiên, hay quả nhập lưu, bắt đầu nhập vào dòng thánh. Lời bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy rằng, tuy được sinh làm Phạm Thiên cho đến sinh vào các cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, nhưng đến lúc mạng chung vẫn có thể đọa vào ba đường dữ. Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 38, phẩm thứ 26, Ca Diếp Bồ Tát. Xem nguyên bản Hán văn trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 12, kinh số 374, các dòng 14, 15, 16, trang 589, tờ B. Xem bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến, Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội, năm 2009, tập 7, trang 180, từ dòng thứ 24 đến 30. Thoát khỏi vào thai lợn. Trích từ kinh Chiết Phục La Hán, chú giải của soạn giả. Tại cung trời Đao Lợi có một vị trời thọ mạng sắp hết, năm tướng suy đã hiện, tự biết mình sau khi chết sẽ thác sinh vào thai của một con heo nái đang bị ghẻ lở tại nước Câu Di Na Khát. Vị trời này hết sức buồn khổ nhưng không biết phải làm gì để thoát khổ nạn. Có một vị trời khác liền nói: hiện nay Đức Phật đang ở cung trời này vì mẹ thuyết pháp. Chỉ Hoàng hậu Maya sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày thì mạng chung, sinh về cõi trời Đao Lợi. Đức Phật từng hóa hiện lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho bà nghe. Sao ngài không đến cầu Phật cứu độ? Vị trời sắp chết kia lập tức tìm đến chỗ Đức Phật, cúi đầu sát đất, chí thành kính lễ. Đức Phật liền vì vị ấy mà truyền thọ tam quy. Vị này lại y theo lời Phật dạy mà chí thành thực hiện trong 7 ngày. Khi ấy, thọ mạng cõi trời đã hết. Mạng chung liền tái sinh làm con một vị trưởng giả ở nước Duy Gia Ly. Lời bàn. Những người giàu sang phú quý tột cùng, đến lúc lâm chung sắp phải từ bỏ quan tước, tiền tài, báo vật, ruộng đất, vợ con, liền thấy đau đớn, khó khăn như cắt bỏ da thịt trên thân thể. Nỗi khổ ấy thật là vô cùng. Chư thiên đến lúc thọ mạng sắp dứt cũng khổ sở giống như vậy. Kinh Chánh Pháp Niệm dạy rằng, nếu trong đời trước một vị trời có tạo nghiệp trộm cướp, khi lâm chung liền thấy có các vị thiên nữ hiện ra cướp đoạt hết những thứ trang nghiêm quý báu của mình trao cho các vị trời khác. Nếu trong đời trước có tạo nghiệp nói dối, các vị thiên nữ liền nghe hiểu những lời vị trời ấy nói ra một cách sai lệch, rồi buông lời thóa mạ, mắng nhiếc. Nếu đời trước từng nhục mạ người trì giới, hoặc tự mình phá giới, uống rượu, khi lâm chung liền rơi vào trạng thái mê loạn, đánh mất chánh niệm, đọa vào địa ngục. Nếu đời trước có tạo nghiệp giết hại chúng sinh, thọ mạng liền ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã phải qua đời. Nếu đời trước có tạo nghiệp tà dâm, liền thấy các vị thiên nữ đều xa lánh mình mà đến với các vị trời khác, cùng họ vui đùa thỏa thích. Những điều hiện ra như thế gọi là năm tướng suy của chư thiên. Đoạn trích này được tìm thấy trong sách Pháp Uyển Châu Lâm, quyển 5, thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 53,
kinh số 2122, bắt đầu từ dòng thứ 10, trang 302, tờ C. Sách này ghi rõ là trích từ kinh Chánh Pháp Niệm, nên có lẽ tiên sinh An Sĩ căn cứ vào đây mà ghi xuất xứ như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy nội dung tương tự trong chánh văn kinh này hiện nay. Quyển kinh Cứu Thoát Dân Trong Một Thành, trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, chú giải của soạn giả. Vào triều Tấn, có Lư Độ là người Liêu Thành, Bình Nguyên, thuộc Sơn Đông. Trong làng ấy có đến hơn 1.000 gia đình, thảy đều cung kính thờ phụng Phật Pháp, cúng dường chư Tăng Ni. Bấy giờ, người của một bộ tộc từ phương Bắc bỏ xứ trốn đến nơi ấy rất nhiều. Đa số đều trốn trong nội thành. Thủ lãnh của bộ tộc ấy giận lắm, muốn kéo quân đến vây, giết hết cả thành. Lưu Độ vừa nghe biết việc ấy, liền chủ xướng tất cả nhân dân già trẻ lớn bé trong thành, cùng nhau đồng thanh niệm thánh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Niệm như vậy chưa bao lâu, thì viên thủ lãnh của bộ tộc ấy bỗng nhìn thấy một vật gì đó từ trên không trung rơi xuống, bay thẳng vào trong cung điện, rồi xoay quanh cây cột chính. Ông ta lập tức cho người đến xem đó là vật gì. Liền thấy đó là một quyển kinh Phật, chính là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Viên thủ lãnh gặp được việc này thì trong lòng hết sức vui mừng, nhân đó bỏ ý định cũ, nhân dân cả thành nhờ vậy mà được thoát chết. Lời bàn: lúc bình thường đã biết gieo trồng phước đức, khi nguy nan lại có thể chí thành cầu khẩn Bồ Tát. Viên thủ lãnh kia hồi tâm chuyển ý cũng là lẽ đương nhiên phải vậy. Gôn cùm tự thoát, trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, chú giải của soạn giả. Triều Tấn, đất Hà Nội, có người tên là Đậu Truyền. Trong khoảng niên hiệu Vĩnh Hòa, đời Tấn Mục Đế, ông làm chức bộ khúc trong quân đội dưới quyền quan thứ sử Tịnh Châu, nay là Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Đông. Bị Lữ Hộ bắt làm tù binh cùng với đồng đội khoảng 6-7 người khác, giam chung trong một nhà ngục, ấn định ngày rồi sẽ mang ra giết. Đậu Truyền nhất tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cầu cứu giúp, trong suốt 3 ngày 3 đêm không hề mỏi mệt. Khi ấy, gông cùm trên thân thể bỗng tự nhiên dần dần nới rộng, cho đến lúc rơi cả xuống, toàn thân được tự do. Đậu Truyền tuy trong lòng hết sức mừng rỡ, nhưng nhìn lại các bạn đồng ngục vẫn còn bị giam, không nỡ một mình bỏ trốn, liền khuyên bảo, rồi cùng với những người đồng ngục chí thành cầu nguyện. Đột nhiên, gông cùm trên thân của mọi người khác cũng nối nhau rơi xuống hết. Cả bọn liền mở cửa ngục cùng nhau thoát ra, vượt thành đang đêm chạy trốn. Chạy xa được khoảng 4-5 dặm đường, rồi mới tìm vào một đám cây cối rậm rạp mà trốn. Sáng hôm sau, Lữ Hộ cho người ngựa truy đuổi lùng sụp khắp nơi, lại nổi lửa đốt hết những cây cối hoang dã rậm rạp. Nhưng chỉ riêng bao quanh chỗ Đậu Truyền đang trốn, ước chừng một mẫu đất là không người ngựa nào tìm đến, mà lửa cũng không cháy tới. Lời bàn: đây chính như lời kinh đã dạy. Nhờ sức niệm Quán Âm cứu độ, liền tự nhiên được thoát ngục tù. Nguyên văn kinh: niệm bỉ Quán Âm lực, thích nhiên đắc giải thoát. Xem bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến, nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, năm 2010, trang 46. Đến như những trường hợp rơi xuống nước mà chẳng chết chìm, gặp lửa dữ mà không chết thiêu, đủ điều linh nghiệm, có thể xem trong các sách khác ghi chép rất nhiều, ở đây không sao kể hết. Dị Tăng Làm Thiên Dương, trích từ sách Đường Cao Tăng Truyện, chú giải của soạn giả. Đời Tùy, ở Tương Châu, có Pháp Sư Thích Huyền Cảnh, tên Thạch, vốn là người Thương Châu thuộc Hà Bắc. Sư ngưỡng mộ kinh điển Đại Thừa, đọc tụng không ngừng nghỉ. Sau sư có bệnh, nằm trên giường suốt 3 ngày, bỗng nói với người thị giả. Thị giả là vị tăng hay sa di theo hầu cận một bậc thầy.
Ý ta muốn được gặp Phật Di Lặc, sau này lại phải làm thiên dương dạ ma. Rồi lại tự nói rằng, khách đến đông lắm, việc tiếp đãi phải lo chu đáo. Tăng chúng thưa hỏi là chuyện gì, liền nói: không phải việc các ông biết được, hiện có các vị thiên chúng đến đây nghênh đón rồi. Liền có mùi hương thơm lạ xông tỏa khắp phòng, lưu lại rất lâu. Lúc ấy là vào tháng 6, niên hiệu Đại Nghiệp thứ 2, tức là năm 606. Đại sư có để lại di ngôn, bảo mang thi hài ngài tán vào sông Tử Bách, ở nơi nước sâu nhất. 3 ngày sau trở lại xem, bỗng thấy giữa dòng nước nổi lên một gò đất cao, khiến con sông phải chảy phân đôi thành 2 dòng. Lời bàn: các vị Bồ Tát ở Phát Quang Địa. Phát Quang Địa là địa vị tu chứng thứ 3 trong thập địa của hàng Bồ Tát, vẫn thường hiện thân làm thiên dương dạ ma. Đã như vậy, chúng ta làm sao biết được mà dám đo lường chỗ tu chứng của pháp sư? Người mù được thấy, trích từ sách Bắc Sử, chú giải của soạn giả. Vào đời Hậu Chu, có Trương Nguyên, tên tự là Hiếu Thủy. Năm lên 16 tuổi thì ông nội bị mù mắt. Trong suốt 3 năm, Trương Nguyên ngày đêm lễ Phật cầu phước đức. Một hôm đọc kinh Dược Sư, thấy trong đó có nói đến việc người mù được thấy, liền y theo trong kinh dạy, thỉnh 7 vị tăng, thắp 7 ngọn đèn, trong 7 ngày 7 đêm liên tục tụng đọc kinh Dược Sư, vừa bái lạy vừa khóc khấn nguyện rằng: lạy đấng Thiên Nhân Sư. Thiên Nhân Sư là bậc thầy dạy của cả 2 cõi trời và người. Đây là một trong thập hiệu của Phật, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trương Nguyên này làm đứa cháu bất hiếu, khiến cho ông nội phải mù lòa. Nay nguyện mang ánh sáng đèn rộng thí khắp cõi pháp giới, nguyện cho chính con chịu mù lòa thay, để mắt ông nội được sáng. Tha thiết ân cần lễ bái khấn nguyện như vậy trải qua 7 ngày. Đêm ấy nằm mộng, thấy có một ông lão dùng kim vàng khơi vào tròng mắt cho ông nội mình, lại bảo Trương Nguyên: con đừng lo, sau 3 ngày mắt ông nội con sẽ sáng lại. Trương Nguyên trong mộng vui mừng phấn khích vô cùng. Lúc tỉnh giấc liền đem sự việc kể lại với mọi người trong nhà. 3 ngày sau, ông nội Trương Nguyên quả nhiên được sáng mắt. Lời bàn: thầy thuốc giỏi ra tay trị bệnh, không ngoài việc tùy bệnh chứng mà cho thuốc. Người bị mù lòa phần lớn đều là do đời trước phỉ báng Phật, phỉ báng chánh pháp. Cho nên muốn cứu độ người mù quáng không tin Phật pháp, ắt phải vì người ấy mà chỉ bày chánh kiến, chánh tín. Kinh Đại Tập dạy rằng, đối chiếu nguồn trích dẫn là Kinh Đại Tập không có nguyên đoạn trích này, nhưng tìm thấy trong sách Pháp Uyển Châu Lâm, Đại Chánh Tạng tập 53, kinh số 2122, quyển 17, trang 415, tờ C, bắt đầu từ dòng thứ 4, lại mở đầu bằng câu: lại như trong Kinh Đại Tập có nói rằng, hữu Đại Tập Kinh Vân. Chắc chắn là An Sĩ Toàn Thư dựa vào câu này để ghi lại nguồn trích dẫn. Nếu có chúng sinh trong đời quá khứ hủy bán chánh pháp, hoặc hủy bán bậc thánh nhân, hoặc gây chướng ngại khó khăn cho người thuyết giảng chánh pháp, hoặc khi sao chép kinh văn lại cẩu thả, hay cố tình làm mất mát câu chữ, sai lệch văn nghĩa, hoặc là mất mát hư hỏng những sách vở ghi chép giáo pháp, hoặc cố tình che giấu những quyển kinh văn của người khác, dựa vào nguyên bản sách Pháp Uyển Châu Lâm để khảo đính thì thấy câu này nguyên văn An Sĩ Toàn Thư đã chép sai là: hoặc tổn hoại tha pháp, hoặc ẩn tàng tha pháp. Sai lệch chữ cuối cùng, vì trong Pháp Uyển Châu Lâm chép là: hoặc tổn hoại tha pháp, hoặc ẩn tàng tha kinh. Bản Việt dịch căn cứ nội dung đã khảo đính. Do những nghiệp đã tạo như thế, trong đời này sẽ bị mù lòa. Ngoài ra, trong Kinh Phó Pháp Tạng, thực ra đây không phải là một bản kinh
mà là một quyển sách có tên đầy đủ là Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 50, kinh số 2058. Tổng cộng có 6 quyển do các ngài Kiết Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch. Cũng nói rằng, nếu gây trở ngại cho việc xuất gia tu hành của người khác, ắt phải đọa vào các đường dữ. Chịu đựng xong tội nghiệp trong các đường dữ rồi, khi được sinh trở lại vào cõi người, lại phải chịu kiếp mù lòa. Chúng tôi không tìm thấy đoạn trích này trong sách Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện như dẫn chú, nhưng lại tìm được nội dung tương tự trong Chư Kinh Yếu Tập, quyển 4, Đại Chánh Tạng, tập 54, kinh số 2123, do Ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường. Nội dung này bắt đầu từ dòng thứ 23, trang 31, tờ A như sau. An sĩ Toàn Thư rõ ràng là đã tóm gọn câu văn này thành: tuy nhiên, không rõ tiên sinh An sĩ đã dựa vào đâu mà ghi guồng trích dẫn bị sai lệch, không thể tìm thấy. Trong trường hợp này, có thể nói là Trương Hiếu Thủy đã tùy theo bệnh chứng mà cho đúng thuốc rồi vậy. Báo đáp bốn ơn sâu nặng. Giảng rộng, bốn ơn sâu là ơn cha, ơn mẹ, ơn Phật, ơn thầy thuyết giảng Pháp Phật. Cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng ta để có được hình hài này. Đức Phật và bậc thầy thuyết giảng Phật Pháp đã nuôi dưỡng trí tuệ chân chánh của ta. Đó đều là những ơn sâu nặng nhất, thật khó báo đáp hết được. Kinh Quán Phật Tướng Hải dạy rằng, chúng tôi không tìm thấy kinh điển nào mang tên này, chỉ có kinh Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 15, kinh số 643, tổng cộng 10 quyển, do Ngài Phật Đà Bạc Đà La dịch vào đời Đông Tấn. Truy tìm nội dung được trích dẫn thì thấy xuất hiện trong một bản sớ giải là Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh Sớ, do Ngài Tông Mật soạn vào đời Đường, được đưa vào Đại Chánh Tạng tập 39, kinh số 1792. Nội dung trích dẫn được tìm thấy ở quyển 2, từ dòng thứ 27, trang 508, tờ A, mở đầu bằng câu Kinh Quán Phật Tướng Hải dạy rằng: Quán Phật Tướng Hải kinh vân. Do đó có thể khẳng định An sĩ Toàn Thư dựa theo đây để ghi nguồn trích dẫn. Nếu có ơn mà không báo đáp, đó chính là nhân đọa vào địa ngục A Tỳ. Thế nhưng việc báo đáp bốn ơn sâu nặng há có thể nhanh chóng sơ sài được sao? Báo đáp ơn cha mẹ phải hết lòng hết sức phụng dưỡng, làm cho cha mẹ được vui lòng, lại phải dẫn dắt cha mẹ vào con đường tu tập giáo pháp xuất thế, thoát khỏi luân hồi. Được như vậy mới có thể xem là trọn vẹn. Báo đáp ơn thầy truyền dạy chánh pháp, phải nỗ lực làm đúng theo lời thầy dạy, lại phải cung kính cúng dường hết thảy mọi nhu yếu như thực phẩm, y phục, thuốc men, chỗ ở. Được như vậy mới có thể xem là trọn vẹn. Đến như ơn của Đức Phật, thật khó có thể nói đến việc báo đáp cho trọn. Chỉ biết phải nên phát tâm Bồ Đề, lập nguyện sâu rộng cứu độ chúng sinh, cung kính học theo hạnh nguyện của hàng Bồ Tát. Đại sư Liên Trì dạy rằng, cha mẹ thoát ly được sinh tử luân hồi thì đạo hiếu của người con mới có thể được xem là thành tựu. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, đem tấm lòng thành sâu xa này phụng sự hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới, nhiều như số hạt bụi nhỏ. Như vậy gọi là báo đáp ơn Phật. Nguyên văn kinh là: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.